Giải vô địch quốc gia Triathlon 2024 diễn ra từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 7 tại bãi biển Mỹ Khê, tỉnh Quảng Ngãi. Giải có sự tham gia của trên 100 vận động viên chuyên nghiệp đến từ 13 tỉnh, thành, ngành. Các vận động viên sẽ tranh tài ở các nội dung Triathlon Sprint gồm 750m bơi, 20km đạp xe và 5km chạy. Triathlon gồm chạy 5km, đạp xe 20km, chạy 2,5km. Và Aquathlon gồm bơi 500m, chạy 2,5km. Đây cũng là lần đầu tiên giải đấu có sự góp mặt của các vận động viên phong trào ở hai nội dung Triathlon Sprint cá nhân và Triathlon Mixed Relay. Giải được tổ chức theo chuẩn của Liên đoàn Triathlon Thế giới với các quy định chặt chẽ về bắt vòng xe đạp, yêu cầu nghiêm ngặt về loại xe đạp cũng như trang phục thi đấu. Giải nhằm quảng bá phát triển phong trào Triathlon trong cả nước. Thông qua giải tuyển chọn vận động viên đạt thành tích xuất sắc vào đội tuyển quốc gia tham dự các giải quốc tế. Gần nhất là Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan năm 2022. Trong sáng nay, các vận động viên đã tranh tài và hoàn thành nội dung Triathlon Sprint. Kết quả nội dung Triathlon Sprint nữ giải nhất thuộc về vận động viên Nguyễn Thị Kim Cương, đội Công an Nhân dân. Giải nhì thuộc về vận động viên Nguyễn Thị Trà My, đội Hậu Giang. Giải ba thuộc về vận động viên Nguyễn Thị Hồng Hạnh, đội Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung Triathlon Sprint nam giải nhất thuộc về vận động viên Lâm Quang Nhật, đội Thành phố Hồ Chí Minh. Giải nhì thuộc về vận động viên Phạm Công Trứ, đội Cần Thơ. Giải ba thuộc về vận động viên Lê Nhật Tài, đội Hậu Giang.